Chào mừng quý vị và các bạn đến với website đào tạo forex.com. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ cho quý vị và các bạn lắng nghe bản audio về chủ đề giao dịch forex tại sao không thành công. Trung tâm đào tạo forex và đầu tư vàng trong thời gian qua đã chia sẻ đến nhà đầu tư forex và nhà đầu tư vàng về rất nhiều các vấn đề liên quan đến quản trị vốn trong giao dịch. Xong đến bài viết ngày hôm nay, chúng tôi xin gửi đến nhà đầu tư Forex và nhà đầu tư vàng những khái niệm giao dịch Forex vận dụng vốn của chính mình trên thị trường Forex này. Một nhà đầu tư Forex muốn thành công trên thị trường Forex phải hỏi rõ những giá trị như sau trước khi tham gia vào thị trường này. Nếu không, bản thân nhà đầu tư Forex đó chỉ là kẻ cúng tiền cho những nhà đầu tư Forex thành công trên thị trường này mà thôi. Cũng như chúng ta phải hiểu rõ tại sao tỷ lệ của những nhà đầu tư Forex thất bại lại nhiều đến như vậy. Tất cả chỉ đơn giản ở một điều rằng bản thân các nhà đầu tư này đã không xác định rõ cũng như đánh giá đúng các giá trị của bản thân và giá trị của nguồn kiến thức bản thân mình theo học và vận dụng. Muốn vận dụng được nguồn vốn hiệu quả ra vào lệnh trên thị trường Forex một cách thoải mái mà bản thân nhà đầu tư Forex hời hợt trong quá trình để xác định giá trị đúng của đầu tư. Ngay từ những bước ban đầu của đầu tư thì lấy đâu ra giá trị của sự thành công trên thị trường Forex là sau này. Những giá trị này, những bài trước đây trung tâm đào tạo cũng đã chia sẻ nhiều đến nhà đầu tư Forex, đó chính là phải đánh giá được những điều như sau. Thứ nhất, thầy dạy Forex của mình có giao dịch được hay không. Thứ hai, lý do tại sao phải học, khi học phải coi tài khoản giao dịch của thầy dạy Forex. Thứ ba, giá trị tài khoản là gì mà sao các thầy dạy Forex đều không dám chứng minh? Trên đây là những giá trị mà bước ban đầu bất kỳ nhà đầu tư Forex hay nhà đầu tư vàng nào cần phải cẩn trọng để mà đánh giá, cũng như suy xét cho kỹ để quyết định. Còn bất kỳ nhà đầu tư Forex hay nhà đầu tư vàng nào nóng vội, nôn nóng để đi những con đường tắt vài ba ngày hay tin vào những lời hứa suông hoa mỹ thì bản thân họ cũng sẽ rất nhanh chóng biến mất khỏi thị trường Forex này như lúc họ xuất hiện. Giai đoạn này chính là sự cấu thành của đến 95% nhà đầu tư Forex và nhà đầu tư vàng thua lỗ mất kiểm soát trên thị trường giao dịch Forex này. Còn trong giao dịch trên thị trường, tại sao rất nhiều nhà đầu tư Forex khi giao dịch Forex vận dụng vốn của chính mình hay bị cháy tài khoản thua lỗ được xuất phát ở chính những trường hợp sau đây dẫn đến tình trạng này? Xong điều này, bản thân nhà đầu tư Forex muốn hoàn thiện hay không đều do chính mình cả. Thứ nhất, giao dịch bình quân giá, có nghĩa là rải lệnh. Học không đúng thầy sẽ dẫn đến trường hợp vận dụng một tài khoản lớn để giao dịch những lệnh nhỏ. Cũng như khi ăn một lệnh thì ăn vài ba đô, còn chết một lệnh thì đến vài ba lệnh chưa gỡ lại được. Tại sao lại xảy ra trường hợp này? Đó chính là tầm nhìn và tư duy trong đầu tư của chính người thầy này không có năng lực giao dịch Forex trên thị trường. Và bản thân người thầy này chỉ có khả năng kiếm bạc lẻ nên tác động cũng như cho nhà đầu tư Forex tư tưởng đầu tư là phải như vậy. Kế tiếp, bản thân người thầy dạy này chưa chắc đã giao dịch được trên thị trường Forex. Thì lấy gì để chứng minh kiến thức đó có thể vận dụng được vào thị trường mà đòi quản trị được vốn? Cũng như giao dịch của bản thân nhà đầu tư khi tham gia vào giao dịch thực tiễn. Và khi nhà đầu tư Forex tham gia vào giao dịch thực tiễn chưa có kinh nghiệm để kiểm soát, sẽ ra vào lệnh rất nhiều bởi chính người thầy kẻ thiếu năng lực mà bản thân mình tin tưởng để rót vốn học, cũng như giao dịch này tương tác và vẽ vời những mức lợi nhuận màu hồng cho nhà đầu tư như một ngày vào bao nhiêu lệnh, lợi nhuận bao nhiêu một ngày, tuần hay tháng và năm, stop loss hay take profit bao nhiêu. Song thực tế thì khi tham gia giao dịch vào thị trường thực thì chỉ có đúng một cửa của những người thầy này truyền dạy đúng cho học trò mình, đó là nạp tiền và nạp tiền. Tài khoản giao dịch phải lớn mới có tỷ lệ thắng cao, giảm trái tài khoản xuống mức thấp. Và đây cái gọi là quản lý vốn hay sao cho nhà đầu tư Forex khi tham gia vào những khóa học của người thầy như vậy. Thứ hai, sự nóng vội trên thị trường Forex. Nhà đầu tư Forex không xác định được rõ các cơ hội để giao dịch Forex cho chính bản thân mình trên thị trường. Vậy nhà đầu tư Forex đó mù trong đầu tư. Chính vì thế, điều này bản thân nhà đầu tư Forex này sợ mất cơ hội giao dịch Forex của chính mình trên thị trường, tiếc rẻ cơ hội đã qua và làm đại, nôn nóng vào lệnh, nghe ai cho lệnh không cần biết, tính toán vào ngay, tham lam cái nhỏ thành ra cháy tài khoản giao dịch Forex. Giao dịch Forex như vậy mà là giao dịch Forex vận dụng vốn và có cơ hội hiệu quả sao? Đây chính là đem tiền của bản thân mình ra cờ bạc chứ đầu tư cái gì. Vậy trong giao dịch Forex vận dụng vốn hiệu quả chỉ đơn giản đúng hai yếu tố then chốt sau.
Hai yếu tố này mới là giá trị đánh giá cho sự thành công của chính nhà đầu tư Forex đó có tồn tại hay không trên thị trường này. Thứ nhất, có kiếm được ra tiền khi giao dịch Forex hay không? Thứ hai, kiếm được ra bao nhiêu tiền từ giao dịch Forex này? Đây mới là vấn đề đánh giá một nhà đầu tư Forex vận dụng tốt các kỹ năng đã xác định, đánh giá từ thầy, sau đó bản thân nhà đầu tư học hỏi và vận dụng để có kinh nghiệm khi giao dịch Forex để kiếm ra lợi nhuận cho chính mình. Chào Quý Minh, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản audio chia sẻ của ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn.